Cảm ơn. Xin lỗi mọi người, tôi đến mà không thông báo, nhưng Yoya, cô đã để quên điện thoại trên xe tôi. Thật xin lỗi. Cảm ơn anh đã tới tận đây để trả điện thoại cho tôi. Không, Yoya, đây là nghĩa vụ của tôi, đừng khách sáo. Tôi đi đây, xin lỗi quấy rầy, tạm biệt. Asad. Asad, Yoya, cô không cần phải giải thích. Vì cô cứ cưới anh ta đâu. Sẽ có chuyện gì nếu anh ta thấy chúng ta ở bên nhau? Như anh ấy là một người đàn ông tử tế. Đó là điều tôi muốn nói với cô. Gọi cho ba cô sớm từ chối ông ấy về việc kết hôn. Tôi nói lại, gọi cho ba cô từ chối ông ấy việc kết hôn. Anh ta có vẻ là một người đàn ông tử tế thì tại sao lại bắt anh ta đợi chờ? Adiya, một giây thôi. Mọi thứ không phải là trò đùa. Không dễ đi nói chuyện với ba tôi. Tôi biết là nó không dễ. Nhưng mọi điều trong cuộc sống đều không dễ dàng. Ai cũng phải vượt qua những điều khó khăn. Hãy bỏ qua mọi chuyện một bên đi. Tôi đói rồi, cô cũng đói, tôi đút cho cô ăn. Em có thích cậu Asad không? Asad? Có. Cậu ấy là người tốt, ngọt ngào, lại còn lịch thiệp. Cậu ấy tốt. Em chỉ thấy cái tốt là tuyệt vời chứ. Không phải trong 10 vạn mà trong 10 triệu người. Yoya không thể tìm thấy bất kỳ chàng trai nào như cậu ấy. Là bác sĩ, tư tưởng thoáng lịch thiệp, cao to đẹp trai, biết cách cư xử. Không giống Adiya. Kẻ xong Yoya này bất cứ khi nào cậu ta muốn. Gì vậy? Sao là Adiya vào đây? Anh cũng có ý định để cậu ta là chàng rể của mình sao? Đừng đùa, Rosanna. Đừng phá hỏng tâm trạng của anh bằng cách nhắc tới cái tên đó. Nhưng có một chuyện, anh có điều rất sáng tỏ trong đầu từ khi cậu ta ở gần Yoya. Đó là loại con trai. Anh không cho Yoya gần gũi. Đủ rồi Anjana, bây giờ sẽ không còn một giọt thuốc độc nào chảy vào máu huyết của tôi. Tôi sẽ trừng phạt cô vì tội lỗi của mình. Adi không thể thấy được bức thư viết bằng máu đó. Chị, em lấy nước cho chị. Adiya, nói đi. Chuyện là tôi quên nói với cô rằng ba tôi rất thích món Aguri Adi đến từ Mathura. Tôi đặt món đó rồi, anh đừng căng thẳng. Cảm ơn rất nhiều. Được rồi, nghe nè.
Cô đã nói chuyện với ba tôi chưa? Vẫn chưa. Tôi chưa có cơ hội. Ngay khi có cơ hội tôi sẽ nói. Không không cần vội đâu, cứ từ từ nói, nhưng nhớ nói với ông ấy được chứ. Ngày mai là sự kiện, giờ cũng trễ rồi, cô đi ngủ đi, nhưng nhớ là nói nha. Ngủ ngon. Cho đến khi vấn đề của Asad vẫn chưa kết thúc, mình sẽ không thể nói cho Vô Gia biết. Vô Gia, nói với ba cô đi. Chị, nước nè. Chị cần nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ ngủ rồi, mình sẽ nói chuyện vào sáng mai. Con mong rằng ba sẽ hiểu cho cuộc nói chuyện và sự giải thích của con. Em làm những chiếc bánh này trên cả tuyệt vời, cảm ơn anh. Ba ơi, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Chào buổi sáng con gái. Chào buổi sáng ba. Chào buổi sáng, chúc hai con nhiều niềm vui. Thần linh sẽ ban cho các con vô vàn niềm hạnh phúc. Có chuyện gì vậy? Quá nhiều lời chúc cho chúng con vào buổi sáng. Dường như hôm nay tâm trạng ba rất tốt. Khi buổi sáng quá đỗi đáng yêu thì tâm trạng cũng tốt. Có chuyện gì sao cho ba vui quá vậy? Sau nhiều ngày thì tâm trạng của ông ấy cũng tốt hơn. Đừng để mắt tới ông ấy. Bánh mì nóng ra sẵn sàng ăn đi. Bánh mì tới rồi đây. Ai lấy? Đây. Ăn xong rồi không cần nữa. Nhìn ba vui vẻ, có lẽ mình không nên nói về Asad lúc này. Đây không phải lúc thích hợp. Mình phải kiên nhẫn suy nghĩ, từ từ nói với ông ấy. Thần linh ơi, xin ngài hãy giúp con. Tuyệt lắm mọi người, trông rất đẹp. Cảm ơn cô. Nhưng nếu cô có thể lấy nhiều hình hơn thì sẽ tốt hơn. Anh đi dài sẽ mang tập ảnh gia đình tới. Được rồi, cảm ơn anh. Lấy cái này đi. Và hãy kêu Rakuma vào đây. Thưa cô. Cảm ơn. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cô đã gọi tôi và tôi đã tới. Tất cả đây sao? Tôi đang háo hức chờ đợi bài phát biểu của anh. Thật ra tôi không chuẩn bị gì hết. Thật sự thì có rất nhiều kỷ niệm liên quan tới ba và mẹ, nên tôi không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Làm sao để tóm gọn mọi thứ? Khoan đã, anh nên nghĩ bằng trái tim. Đây là câu hỏi về ba và mẹ của anh. Nhắc tới ba tôi mới nhớ, chắc cô nói chuyện với ba rồi. Sao ông ấy làm vậy? Chắc là ông ấy đã tức giận. Vậy cô đã khiến ông ấy đồng ý hay lên kế hoạch gì chưa? Đến giờ tôi vẫn chưa thể nói. Tại sao? Tối qua về nhà rất trễ, và sau đó thì buổi sáng tâm trạng của ông ấy rất tốt, nên tôi không muốn làm hỏng tâm trạng của ba. Vô Gia, sao cô không hiểu? Cô càng trì hoãn thì tâm trạng ông ấy sẽ càng tệ. Tôi sẽ nói với ông ấy Adiya. Tôi nói cô là người bạn tốt nhất, cô không nghe sao? Khi nào mà tôi từ chối lời đề nghị của anh đâu. Thưa cô, tôi dọn dẹp. Vào dọn dẹp chỗ này giùm tôi. Đã nói với anh rằng tôi sẽ nói với ông ấy. Sự kiện vào buổi tối, nên tôi sẽ tìm thời gian trước sự kiện để nói chuyện với ông ấy. Hoàn hảo. Chỉ cần xử lý thêm một ngày nữa thôi. Làm bất kỳ điều gì, miễn là bà ta không tỉnh lại. Bà Anjana, tự tôi sẽ giám sát bà ấy. Tôi không thể liều lĩnh tiêm cho bà ta nửa liều nữa đâu. Nếu bà ấy tỉnh lại thì sao? Ông phải tiêm cho bà ta hết liều đi. Cô à, tôi tự mình tiêm cho bà ấy. Tin tôi đi, liều đó như vậy là đủ rồi. Nếu không có hiệu quả thì sao? Nếu bà ta cố gắng trốn thoát nữa thì sao? May mắn là lần trước tôi đến kịp. Bà không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý mọi việc.
tôi không thể lần nào cũng đến đó được đâu. Được rồi, nói tôi nghe bà phát biểu thế nào. Tìm cái này ngay đi. Chúng ta không thể liều lĩnh. Nếu vô tình bà ấy tỉnh lại thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Có chuyện gì vậy? Thần Linh ơi, hình như anh ấy nghe hết mọi thứ. Không có gì đâu, em có thể giải thích với anh. Ngày đó tôi không cần nghe bất cứ lời giải thích nào. Chúng ta sẽ phải khiếu nại với đoàn luật sư. Cô là thư ký của tôi, hay tôi là thư ký của cô? Bây giờ chỉ cần tìm nó và gọi lại cho tôi. Xin lỗi em, anh đang nói chuyện với thư ký qua điện thoại. Cô ta đúng là một cô nàng vô dụng mà. Nếu cô ấy không làm việc đàng hoàng thì anh tìm người thay thế đi. Sao lại căng thẳng dữ vậy? Em nói đúng. Bỏ qua đi, anh quên việc chính yếu trong những thứ vô dụng này. Việc chính yếu. Lễ kỷ niệm hạnh phúc bà Huda. Lễ kỷ niệm hạnh phúc. Và nhiều năm tới. Đúng vậy. Gửi ba và mẹ. A Chun và con là những đứa trẻ may mắn nhất vì có hai người là ba mẹ của chúng con. Chúc mừng lễ kỷ niệm. Yêu ba mẹ. Vậy thôi. Như vậy sao? Tôi nói với cô là tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ một chút đi. Cô biết không, tôi thật bối rối. Phải bắt đầu từ đâu đây? Được rồi, nghe đi. Tôi sẽ cho anh vài mẹo. Dù gia sẽ cứu anh lần nữa. Nói đi. Nghe nè, đừng chỉ nhìn họ như kiểu họ là cha mẹ của các anh. Hãy nhìn họ giống như một cặp đôi đang yêu. Mà tình yêu của họ đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Kỷ niệm ngày cưới là dịp đặc biệt, ngày đôi tình nhân ăn mừng cho tình yêu của họ. Và ba mẹ anh cũng sẽ trông rất tuyệt khi bên nhau vào ngày hôm nay. Cho nên viết bài phát biểu của mình để tôn vinh cặp đôi tuyệt vời đó. Phải, nếu như anh tìm được một người mà không bao giờ bỏ tay anh, dù là trong hạnh phúc hay lúc mặn nồng và khi khó khăn buồn tuổi, thì còn cần gì hơn nữa chứ? Tất cả những điều này nghe thật là hoàn hảo. Vậy thì cô viết nó đi. Anh là bắt đầu nữa rồi. Họ là ba mẹ của anh mà. Nghe đây, khi anh nói từ trong trái tim mình thì chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của họ. Chị ơi, nhìn chị thật lộng lẫy. Thật sao? Trông em đáng yêu lắm. Cảm ơn chị nhiều. Được rồi chị, em trễ mất rồi. Đi đâu vậy? Chúng ta cùng đi với nhau mà, không phải sao? Không được đâu, em phải đi trước. Vì em còn phải đến sớm mới nhận qua. Được rồi, bỏ qua đó, tên là A Chu đúng không? Chị à,
Được rồi, gặp chị sao? Tạm biệt. Tạm biệt em. Chào ba. Được rồi, cô phải đi trước à? Dạ ba, mọi chuyện tốt lành. Cảm ơn, tạm biệt ba. Con đi đây, đi đi, tạm biệt. Con xem đi, mấy ngày nay báo đăng sự kiện gió. Báo viết rằng con sẽ tổ chức bữa tiệc lớn nhất thị trấn, bữa tiệc nhà Huda. Bữa tiệc chưa từng bắt đầu mà nó đã có trên khắp các mặt báo. Ba rất tự hào về con. Thần linh sẽ phù hộ con với nhiều thành công hơn nữa. Cảm ơn ba. Tại sao yếu xìu vậy? Có chuyện gì làm cho con phiền sao? Không, thật ra thì con... Con thấy ba làm gì sai à? Không. Con chỉ muốn nói với ba một chuyện. Xin ba đừng cảm thấy tồi tệ. Được, nói đi, có chuyện gì? Khi con yêu Giác thì con đã quyết định bằng trái tim và bỏ lý trí sang một bên. Điều ba không chấp thuận và có thể rằng đó là quyết định không đúng. Nhưng bởi vì quyết định đó mà cuộc sống đã mang con tới một giai đoạn rất mới của cuộc đời. Và con không thấy mình cô đơn trên chuyến hành trình này. Ba biết tại sao vậy không? Bởi vì con biết rằng ba lúc nào cũng ở cạnh con. Tất nhiên ba luôn ở cạnh con gái vì sự hạnh phúc an nguy của nó. Đó là nhiệm vụ của ba. Vậy thì nếu hạnh phúc của con là quan trọng, ba sẽ luôn đứng về phía con. Vậy thì tại sao ba lại gọi A Sát đến nhà mà ba không nói cho con biết? Con đang nói gì vậy? Ba đã nói vậy A Sát. Và con còn đã hứa với ba rằng sẽ gặp ma. Phải thưa ba, con có hứa với ba sẽ gặp A Sát. Nhưng hôm qua đã không để con đến văn phòng. Khi con đi thì ba kêu A Sát chở con tới văn phòng. Ba làm vậy là sao? Ba đã kêu Nú ra khỏi nhà để em ấy không mang bất kỳ rắc rối nào cho kế hoạch của ba. Ba có kế hoạch gì chứ? Ba không có. Đây là tình yêu của người ba dành cho con. Ba đã tìm viên kim cương này từ khắp thế giới và ba đã gọi cậu ấy tới nhà. Nhưng mà ba vội vàng gì chứ? Bởi vì nếu trễ thì một chàng trai tuyệt vời như A Sát sẽ mất. Vậy thì cứ để anh ấy đi. Ba nghe con nói, con đã hứa với ba rằng con sẽ gặp A Sát. Và ba nói vô gia không cần vội, từ từ không sao hết. Vậy sao ba lại vội chứ? Con đang sống bằng cách làm việc chăm chỉ. Và với ân sủng của Thượng Đế, công ty của con cũng đang vận hành tốt. Vậy thì tại sao ba lại vội vàng? Nhưng A Sát không ngăn cản con làm việc. Thực tế thì cậu ấy sẽ cổ vũ con trong công việc của mình. Dù cho năm trước chuyện gì xảy ra với con đi nữa, con chỉ vừa mới thoát khỏi việc đó. Và ba lại gán ghép con vào một mối quan hệ mới. Gán ghép con sao? Hôm nay con nói quá nhiều rồi vô gia. Ba ơi, làm ơn, làm ơn hãy cố gắng hiểu cho con. Con không muốn cưới bất cứ ai, dù là ai sát hay ai. Con, mẹ ơi, để con nói hết đã. Nếu như ba đã dẫn A Sát đến, anh ấy là một trong 10 dạng người. Và thật sự A Sát là một chàng trai thông minh, điềm tĩnh và biết cách cư xử. Nhưng vấn đề không phải là anh ấy, mà chính là con. Con không muốn bước vào bất kỳ một mối quan hệ nào hoặc hôn nhân nào. Con không cần chỗ cho tình yêu trong cuộc sống mà chỉ có tình bạn. Và sẽ tốt hơn nếu như ba nói điều này với A Sát. Anh ấy sẽ không lãng phí thời gian của mình. Con đang nói gì vậy? Mẹ ơi,